năm con giáp gặp cơn mưa may mắn, bão lộc trong ngày 26 tháng 2 âm lịch, chúng lớn liên tiếp, tiền đề ví, tình đề tim. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, theo các chuyên gia tử vi tân minh học dự báo trong 12 con giáp, thì đây là những con giáp may mắn nhất nhì thiên hạ trong ngày 26 tháng 2 âm lịch ngày Mậu Tuất. Trong ngày hôm nay, các bạn sẽ kiếm được bội tiền bởi công việc làm ăn kinh doanh sẽ vô cùng là thuận lợi và mỹ mãn. Nếu trong ngày hôm nay các bạn có những cái hợp đồng quan trọng thì hãy chuẩn bị thật kỹ lưỡng để gây ấn tượng với đối tác. À, các bạn sẽ được đền đáp một cách xứng đáng. Hợp đồng sẽ được ký liền tay, tiền thì nó về ngay trong tài khoản. Ngày 26 tháng 2 âm lịch cũng là một cái ngày để cho gì tình duyên nó được thuận lợi hanh thông. Hãy bước chân ra đường sẽ được người khác giới để ý, để mắt đến. Nếu các bạn còn đang cô đơn thì hãy tận dụng cái cơ hội ngày hôm nay để mà gì có được một người tâm đầu ý hợp. Bên cạnh đó, những người đã có gia đình thì cũng gì được hưởng cuộc sống thuận hòa, hạnh phúc bên những người mình thương yêu nhất. Vậy thì đó là những con giáp nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. À, quý vị thân mến, chúng ta biết ngày 26 tháng 2 âm lịch đó là ngày Mậu Tuất. Thì đầu tiên chúng ta cục diện là gì? Mão Tuất là nhị hợp. Vậy nên những người tuổi Mão sẽ là con giáp may mắn đầu tiên trong ngày hôm nay. À, thưa quý vị, nói chung ấy, trong 12 con giáp thì những người tuổi Mão được cục diện là Mão Tuất là nhị lục hợp được cục diện lục hợp nó nâng đỡ nên những người tuổi mão sẽ gì giúp cho vận trình của họ ngày càng thêm rực rỡ và thăng hoa những người tuổi mão sẽ càng may mắn và nhận được thêm nhiều tin vui về cả chuyện tình cảm về tiền bạc trong ngày hôm nay nếu mà có kế hoạch ấp ủ thì các bạn nên tiến hành ngay trong thời gian này để tranh thủ tận dụng cái cát khí thêm nữa cái cục diện mão tuất lục hợp nó sẽ giúp cho cái vận trình quý nhân của những người tuổi mão được vượng lên trông thấy À, những người tuổi mão sẽ được giúp đỡ ở nhiều cái phương diện và theo nhiều cách thức khác nhau. Chính vì thế mà cái hiệu suất công việc cũng được cải thiện một cách rõ rệt. Những người tuổi mão cũng dễ chủ động, sâu xáo nhận việc nên là cũng được cấp trên đánh giá cao. Thêm nữa về tài chính thì ngày hôm nay dù là những người làm công ăn lương hay là những người kinh doanh buôn bán thì đều có lọc lá về tay. Tiền tiêu thì dùng dính không phải lo chuyện thiếu thốn. À, nhưng quý vị vẫn nên chi tiêu có kế hoạch, đấy không nên vung tay bạt mạng mà nên đề phòng những khi túng thiếu có thể xảy ra. Bên cạnh đó, quý vị cũng cần phải quản lý tài chính để sao cho tiền để ra tiền ngày một nhiều hơn. À, trong thời gian này, thì cái chuyện tình cảm cũng khá là hanh thông thuận lợi. À, những người tuổi mão cũng được vận đào hoa, nó ngập lối, à, có cơ hội gặp được cái tiếng xét ái tình và đắm chìm trong cái cảnh yêu đương. À, các cặp đôi, các cặp vợ chồng thì hài lòng với mối quan hệ ngọt ngào hiện tại, nên là tình cảm của các bạn cũng sẽ không khiến ít người phải ghen tị. Và để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi mão hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tăng hợp quý nhân hợi, mão, mùi để trợ vận hộ thân. Vòng nữa được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tăng hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi mão. Đó là con giáp may mắn đầu tiên. Tiếp theo con giáp may mắn thứ hai trong ngày 26 tháng 2 ngày Mậu Tuất thì đó chính là những người tuổi ngọ. À thưa quý vị, những người tuổi ngọ có tam hợp cục là gì? Dần ngọ Tuất nó tương trợ nó giúp đỡ. À, cái cục diện tam hợp nó độ mệnh. Vậy nên những người tuổi ngọ cũng có một ngày là vượng cả tiền tài lẫn tình duyên. Cái việc kinh doanh buôn bán thì nói chung ấy có nhờ có sự trợ giúp của quý nhân nên là cũng được xuân sẻ ngoài cả cái sự mong đợi của bản thân. À, nhìn vào khoản lợi nhuận thu về mà các bạn có đôi chút bất ngờ nhưng mà cũng sẽ nhanh chóng suy nghĩ tích cực để gì à, để có chuyện tích lũy và đầu tư duy trì cái tài khí nó thêm vượng hơn à, có dân này cũng giành được một số cái thành tựu nhất định trong cái sự nghiệp cá nhân của mình với cái tinh thần trách nhiệm cao bản mệnh đã vượt qua những cái khó khăn trở ngại để giành lấy cái mục tiêu và không ngại khó khăn cực khổ chứng minh cái vai trò không thể thay thế của mình bên cạnh đó lại được cục diện ngũ hành nó tương sinh nó cũng sẽ giúp cho các cặp đôi tận hưởng được những giây phút êm ấm bên những người mình thương yêu nhất à, tình cảm của bạn và người ấy thì ngày càng thắm thiết gia đình thì êm ấm chính là cái động lực để các bạn cố gắng nhiều hơn nữa trong cuộc sống vậy nên để gia tăng thêm cái may mắn cũng như là bảo vệ hạnh phúc của mình thì những người tuổi ngọ hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam học quý nhân dần ngọ tuất để trợ mệnh hộ thân Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi ngọ đó là con giáp may mắn thứ hai. Tiếp theo con giáp may mắn thứ ba trong ngày hôm nay không ai khác đó chính là những người tuổi dần. À, thưa quý vị, nhờ được cục diện dần ngọ tuất tam hợp. Đấy. Mà trong ngày hôm nay dự đoán sẽ là một ngày mà những người tuổi dần có thể đoán nhiều cái tin vui trong chuyện tình cảm cũng như là trong công việc. Ở trong thời gian này thì những người độc thân có cơ hội mở rộng cái mối quan hệ, làm quen với nhiều cái đối tượng ưng ý, nhân duyên nó đến khá bất ngờ. Bản mệnh nên gì chuẩn bị sẵn sàng cái tinh thần mà đón nhận. Ở trong khi đó các cặp đôi thì cũng có khoảng thời gian khá là lý tưởng ở bên nhau để xử lý nhiều cái vấn đề hiểu lầm trong mối quan hệ của mình trong ở thời gian trước đó. Quý vị cũng đừng nghe lời nói ra nói vào của người khác mà tự phá hỏng cái tình yêu của mình Hãy lắng nghe trái tim mình mách bảo và tin tưởng vào bạn đời của mình nhiều hơn Thêm nữa, ở trong cái giai đoạn này thì cái vấn, vấn đề tài lộc của những người tuổi dần ấy, Nói chung nhìn chung là khá dồi dào Nhưng mà các bạn cũng có thể phải chi một khoản tiền khá khá cho các khoản sinh hoạt à, Nên là gì tích cóp cũng chưa thực sự được nhiều cho lắm Công việc thì không có gì đáng phải ngại à, Những người tuổi dần sẽ xử lý mọi việc đâu vào đấy Duy trì cái phong độ ổn định đến với mình À, tuy nhiên, sức khỏe trong ngày hôm nay của các bạn thì cũng không được thuận lợi cho lắm. Có hung tinh nó chiếu mệnh nên là nó khiến cho cái thể trạng nó bị sa sút Những người tuổi dần có thể chịu ảnh hưởng bất lợi của cái thời tiết dẫn đến là mệt mỏi về cơ thể, chán ăn, rối loạn về giấc ngủ. Thì ngoài ra, bản mệnh cũng nên cẩn thận khi mà đi lại đề phòng những cái tai nạn và những cái thương tật nó có thể xảy ra. Và để hóa giải những cái xung khắc đến với mình, mang lại cái may mắn tài lộc thì những người tuổi dần cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân dần ngọ tuất để trợ mệnh hộ thân vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trận đời cho những người tuổi dần đó là con giáp may mắn thứ ba tiếp theo con giáp may mắn thứ tư trong ngày hôm nay không ai khác đó chính là những người tuổi thân những người tuổi thân được cục diện ở thân dậu tuất là tam hội thì nhờ có tác hội cục nó che chở nó giúp đỡ mà những người tuổi thân có cái nguồn năng lượng tràn đầy, làm việc thì hết mình, chính vì thế mà cái hiệu quả công việc nó tăng lên đáng kể. Cái điều này nó giúp cho bản mệnh có cái một cái ngày làm việc tương đối là thoải mái và dễ chịu mà không gặp phải cái áp lực hay là cái căng thẳng nào quá lớn. Với cái màn thể hiện của mình thì rất có thể trong thời gian tới, những người tuổi tuổi thân ấy sẽ được giao phó cho những cái nhiệm vụ mới và nhiệm vụ trọng trách quan trọng trong công việc. À, quý vị hãy luôn sẵn sàng cái tinh thần để chấp nhận cái thử thách. đây cũng là cái thời điểm để cho những người tuổi ấy, những người tuổi thân ấy có một cái bước tiến lớn hơn trong sự nghiệp của mình. bên cạnh đó phương diện tình cảm thì cũng được cục diện tam hội nó tương, tương trợ giúp đỡ nên là cũng khá là tốt lành và may mắn. À, các tinh cũng sẽ giúp hàn gắn lại cái vết dạn nứt trong quá khứ và uh, giữa các mối quan hệ giữa các cặp đôi cả hai đều chủ động nhận lỗi về mình nên sẽ giữ được cái tình yêu được gì rực lửa À, trong thời gian này thì những người độc thân cũng nên tích cực tham gia vào các buổi gặp mặt giao lưu hơn là gì quý vị ngồi lì ở nhà à, đó cũng sẽ là một cách để quý vị kết thêm với nhiều người bạn mới đầy thú vị à, biết đâu trong đó lại sẽ tìm được một cái nửa kia phù hợp ưng ý với chính bản thân mình vậy nên để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc và tăng cường cái vận nhân duyên những người tuổi thân hãy luôn nhớ nhé mang theo bên mình một cái vòng tăng hợp quý nhân thân tí, thìn để trợ mệnh hộ thân Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi thân. Tiếp theo, con giáp thứ năm chúng ta xét đó chính là những người tuổi dậu. À, những người tuổi dậu trong ngày hôm nay thì được cục diện là thân dậu tốt là tam hội. Nó sẽ giúp cho những người tuổi dậu nhận được cái sự quan tâm của mọi người xung quanh À, các bạn sẽ đón nhận mọi thứ với cái tâm trạng là vô cùng là dễ chịu à, Đi đâu làm gì thì cũng có người giúp đỡ à, Không phải lo lắng quá nhiều khi mà gặp khó khăn Thì đây cũng là một cái ngày mà các mối quan hệ xã giao của những người tuổi dậu khá là hài hòa Và thích hợp để đẩy mạnh các kế hoạch hợp tác hay là ký kế kết hợp đồng Bằng cái sự khéo léo và cái uy tín của mình à, Các bạn hoàn toàn có thể đạt được những cái điều mà mình mong muốn Bên cạnh đó, cái chuyện tình cảm lứa đôi trong thời gian này cũng không có gì để phàn nàn đấy những người có đôi thì ngày càng hiểu và thông cảm cho nhau, tình cảm theo thời gian ngày càng thêm được thắm thiết. Những người độc thân thì có cơ hội thay đổi cái tình trạng hiện tại nếu như mà chịu khó mở lòng mình ra và tích cực giao lưu với mọi người xung quanh. Vậy nên để gia tăng thêm cái vận may về tình cảm tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Dậu hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, Tị, Dậu xíu để được trợ mệnh ngộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 919 để thỉnh cái vòng tác hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trận đời cho những người tuổi dậu, đó là con giáp may mắn thứ năm. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ sáu trong ngày hôm nay. À, ngày Mậu Tuất thì không ai khác, đó chính là những người tuổi Tuất. À, thưa quý vị, những người tuổi Tuất được tỷ kiên nó trợ mệnh nên là gì có thể đưa ra những cái định nhận định quyết định sáng suốt và có lợi cho tương lai của mình à, các bạn không ngại đánh đổi để giành lấy cái thành công cũng không sợ khó khăn hay là gian khổ đó là cái lý do mà các bạn có thể đạt được những cái thành tiệu như ngày hôm nay bên cạnh đó vận trình tài lộc thì cũng ở cái thời kỳ hưng vượng à, những người tuổi tuổi tuất thì cũng có những cái cơ hội để kiếm tiền nó rõ ràng hơn rất nhiều à, những người tuổi tuất chỉ cần phát huy hết cái khả năng của mình chịu thương chịu khó thì hoàn toàn có thể chiến thắng được những khó khăn, những chông gai ở phía trước để cải thiện cái chất lượng cuộc sống của mình. Bên cạnh đó, phương diện tình cảm của những người tuổi Tuất thì lại không được thuận lợi như ý, do là gì? Gặp cục diện là lục hại nó ăn ngữ. Vậy nên, cái điều đó khiến cho quý vị bỏ bê không đối hoài gì đến nửa kia. Dù bận rộn nhưng mà những người tuổi Tuất cũng cần phải là tranh thủ, hỏi han và quan tâm đến người ấy nhiều hơn. Từ đó sẽ giúp cho tình cảm của hai người được bền chặt và mang nhiều cái hạnh phúc. Vậy nên để bảo vệ cái hạnh phúc của mình và gia tăng thêm cái may mắn tài lộc thì những người tuổi tuất cũng hãy luôn nhớ nhé mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân dần ngọ tuất để trợ mệnh hộ thân vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 chín để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi tuất đó là con giáp may mắn thứ sáu à, thưa quý vị như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất trong ngày hôm nay. Và trong ngày hôm nay, ngày 26 tháng 2 âm lịch ngày Mậu Tuất thì chúng ta sẽ có 6 con giáp được thần tài chiếu mệnh, thần may mắn gọi tên, đó là những tuổi sau. Một là tuổi Mão, hai tuổi Ngọ, ba tuổi Dần, bốn tuổi Thân, năm tuổi Dậu và sáu là những người tuổi Tuất. Đây là 6 con giáp được thần may mắn chiếu mệnh gọi tên trong ngày 26 tháng 2 âm lịch ngày Mậu Tuất. À, rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.